Chị có con nhỏ ở nhà đây. Vô trong vô. Nói được cái miệng không? Buông ra là nói cái miệng không? Buông ra thì ấy này kia nọ rồi cãi qua cãi lại thôi, cái gì nói không lợi cái nhào vô quánh người ta. Ỷ toàn là ở đây toàn là nó ỷ nó giang hồ nữa. Ỷ cho mấy ông nội này ăn tiền ăn giọng vô cho đã hết trơn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.